Thái mến chào quý cô chú anh chị, mình đang xem trên kênh của Sức Sống Mới ạ. Thì hiện nay thì Thái đang có mặt tại cái hiện trường của cái sự việc rất là ghê gớm luôn quý cô chú anh chị. Đó chính là có con trai ruột đã chặt đầu mẹ ruột của mình rồi sau đó là đem bỏ hùng ghét. Đó, hiện nay là cơ quan chức năng đang có mặt ở đây để mà khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để mà xem cái vụ việc nó như thế nào. Thì hiện nay là bên phía cơ quan thì cũng đã bắt giữ được cái đối tượng. Thì bây giờ là Thái đang có mặt tại cái nơi này để mà cập nhật cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì do là không có đến gần được cái hiện trường nên là Thái chỉ đứng ở đây thôi. Rồi, mời quý bà cô chú mình cùng vào xem cái sự việc này nha. Đi test nói là không có bị ngủ đá, có nghĩa là đi test là không có bị chơi đá ha, không chơi đá chứ mà nó bị tâm thần, bị tâm cảm á người tâm thần sao mà mẹ giết này chứ giờ không biết được. Cái này cô đó là mẹ ruột luôn hả? Mẹ ruột chặt đầu sáng nay rồi, rồi. Nó chặt đầu nó bỏ thùng rốt trước rồi. Là chặt nào? Công an cũng chặt nào chú? Nó chặt đầu đó. Ý là sự việc xảy ra nào á? Là sáng nay rồi. Sáng nay luôn ha. Chắc là cái mùi hôi trong hồng gác nó bốc ra hay gì? Không có. Chặt là biết liền mà, họ dân phát hiện liền mà. Nó tâm thần xích đầu vậy, nó bỏ thùng rốt không biết. Cái nhà là đang công an đang đứng ra chú. Cái bi biết không? Cái dùng mã đi vô ra cái đó, vô đó có một cái hiểm trong cái trong vô đăng một cái hiểm đó có nghĩa là nó chịu công an đứng nhưng mà vô trong vậy là giờ sống có hai mẹ con hả chú? Anh ở đây chứ mà anh rảnh ở đây mới về à, anh ở lâu rồi mấy chục năm ở đây mà anh nó mới về được nhờ 3-4 năm nay à. Dạ mới 3-4 năm thôi. Thằng này ba mấy tuổi rồi, nghe nói giờ anh ở đây lâu quá mà anh cũng chưa biết nó luôn. Dạ. Yeah. Nghe nó chặt lè luôn ha. Nó chặt rớt luôn. Trời. Bỏ vô thùng rác. Trong cái xô bỏ thùng rác luôn. Bỏ thùng rác luôn hả? Ừ. Cái anh này nhiêu tuổi? Ngày ba mấy á. Cái chơi hàng vậy. Người thì cái chưa hơn, người thì nó bị tâm thần, bị tâm cảm. Dạ mò. Mà ba mẹ trẻ không chứ? Cũng bốn mấy 50 đó. Mới 50 còn trẻ mà. Trẻ mà. Con thì ba mấy, còn mẹ thì bốn mấy 50 ha. 50 thì đúng rồi. 50 đúng rồi. Rồi. Nổi da gà luôn á. Cái này thì chỉ có nước là chơi đá thôi, là mới ảo tưởng thôi. Ảo tưởng. Vì ảo tưởng á. Ảo tưởng là như cái vườn của đá nó vừa chơi game nó nữa. Game nó đủ món. Nó thấy chém giết bình thường luôn. Trong game mà chơi giết xong hồi xin lại. Ủa giót vậy đó, nghĩ vậy đó. Con người mình tưởng tượng như con người mình đối xử với nhau như vậy là nó khiếp. Mà trong đây là mẹ ruột của mình nữa. Mẹ ruột luôn. Bây giờ cơ quan đứng quá trời luôn.
Cấp nhìn thi mà như là đã bắt được chưa biết được bắt được chưa anh bán cả chân rồi mà đi về nhà thương rồi thằng đi nhà thương rồi bán cả chân rồi à, có nghĩa là bắt được rồi ha à, bắt rồi bán cả chân bây giờ đi cấp cứu thằng đó rồi là công an bắn công an vậy nó chết sao nó ở nhà nó vô nó không cho vô nó mà công an buộc thêm vô án cả chân nhà ngồi bên kia mà giờ nó có thi chắc là chắc có hai mẹ con ở trong nhà nên là mới chặt đầu được vậy. Chưa biết để tụi con đi kiếm thi rồi đi điều tra như thế nào. Chứ có anh chị em được chứ có nhiều thì đâu có đó. Nếu mà có anh chị em ở trong nhà thì ngăn cản rồi đâu có để cho sự việc cho ra. Mà cũng chưa biết được mắc mấu biết đâu tụi như bọn bà nó là có thể là xúc xúc nó nè làm thứ gì vậy nó điều tra ra chứ đúng không nó có tự nhiên được cứ tự nhiên khó lắm từ từ để nó điều tra như thế nào cứu sống thằng kia với là đúng rồi cứu sống rồi phải test nó coi nó có chơi đồ hay là có nó có ơ xuống dục hay là ơ về bị giết điều tra bắt đầu hết chứ nhà khá giả đúng nghèo chú còn ở đây luôn hả? Chú cái nhà mới xây miếng đất chống ai cua này rồi ra này nè. Ở lâu rồi. Con ở đằng kia, con nghe hồi nãy mà con thấy cái gì? Con ở đằng trước kia. Ông ngoài sao đến tới hả? Này nhà bên kia. Nhà có ban công không chú? Không biết, không rảnh. Ok nó là bị tâm thần cái thằng đặt con xanh kia nó là bị tâm thần mà khi đi test nó là khi trước khi đi test nó là test nó là làm nó không bị dính vô một con gạch đá nó bị tâm thần rồi test nó bị tầm cảm nữa không cái vụ mà chơi đá đó nếu mà nó biết cái cách mà để mà nó test không ra là có nhiều cách lắm mấy người mà chơi đá muốn test không ra là có nhiều cách để test lắm con cháu à, chắc cái này chắc người nhà quá con cháu vậy đó bởi vì mới cho vô nè đâu sợ nhờ với này à nhờ với này thằng này nó sợ nó không có rồi đây nãy cho rồi nè hiện nay là phía bên cơ quan cũng đang khám nghiệm hiện trường để mà khám nghiệm tử thi ở bên trong luôn các chú chị. Nhưng mà tâm thần chứ mà đâu có nhiều người tâm thần cũng đâu có gì đâu. Chỉ có chơi đá ảo tưởng á, ảo tưởng cái giống như là nó sinh nó sinh ra cái ảo tưởng á. Nó đủ như đúng như là thằng đó thường nó nói mày có thù trước mày nọ phải không? Thử với nhau. Sinh ra cái ảo tưởng là nó không có kiềm chế được cái lý trí của nó. Chứ mà tâm thần có nhiều khi cũng la lối này kia chứ đúng không? Mình cũng chưa xác minh kỹ là cái chính xác á, được chờ cơ quan người ta khám nghiệm mày nọ mới biết thôi. Cái quan trọng nhất là vừa luôn người dùng sọc ghét hả? Đúng rồi. Chặt đầu xong rồi bỏ vô một cái thùng nhựa đó rồi đem vô thùng ghét dục. Người dân thấy là người dân báo liền. Lúc chứ mà chặt cũng chắc không la làng gì được đâu ha. Chứ làm nhanh quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.